Xin chào các bạn. Vân cũng vừa trang trí xong cái nơi sửa xe đạp của mình. Thì trước kia Vân xem cái nghề này là cái nghề tay trái thôi. Khi nào Vân không có tour, rảnh rỗi công việc, tour ít mà anh em, tất cả anh em hướng dẫn đi tour mà mình có thời gian ở nhà đó, mới sửa làm thêm xe đạp. Còn khi bận rộn mùa cao điểm thì thường là khoảng tháng 11 cho tới tháng 2, tháng 3. Hàng năm thì tour rất là nhiều nên Vân không có ít có sửa xe đạp, nhận sửa xe đạp, nhưng mà khi nào rảnh thì nhận, còn bận quá thì không nhận. Đến hôm nay Vân đã làm hơn 60, khoảng 60 video về xe đạp. Thì hầu hết các bạn thấy Vân quay những video trên bàn hoặc trên nền nhà, cái nơi mà mình làm việc, hoặc là dưới sàn đất cũng có, thì nó không chuyên nghiệp quá. Thì lý do đó hôm nay Vân làm cái trang trí loại này, và trong khi đợi ngành du lịch nó hoạt động lại thì Vân muốn chuyển qua sửa xe đạp chuyên nghiệp. Vân rất mong sự ủng hộ của các anh chị và các bạn. Xin chân thành trên cái chỗ làm việc này, sửa xe này thì Vân treo một số đồ thôi cho nó trang trí nó đẹp mắt chút xíu, chứ còn nếu mà không có thì nhìn nó không giống ai, không được. Thì đây là cái bơm hơi nè, những dụng cụ dân treo lên đó là những cái mình dùng thường xuyên hàng ngày. Còn những cái như là bộ cảo bạc đạn nè, cảo ép bạc đạn nè, bánh nè, cổ nè, rồi BB nè của xe đạp thể thao đó thì mình để trong tủ. Và dụng cụ bơm dầu cho xe đạp emptied và xe road cũng mình để trong tủ, chứ thật sự cái nơi này nhỏ quá, cái không gian nó nhỏ quá, không đủ để Vân trang trí nhiều. Rồi bộ tiếp nè, bộ khóa xe đạp nè, dụng cụ lục giác nè, bộ lục giác sau nè, và những cái dụng cụ khác thì Vân để trong tủ thôi. Đó. Như bên đây nó trong tủ nó có nhiều ngăn nè, Vân chứa trong đây thì khi nào làm thì mình lấy ra thôi, chứ còn trang trí nhiều quá thì không có không gian. Rồi các bạn có thể xem đây là cái bộ rút cam bạc tuôn, có những dụng cụ Vân treo trên đây các bạn có thể nhìn thấy. Thì hôm nay Vân cũng ráp cái chiếc xe. Chiếc xe này là cái sườn các bạn nhìn thấy rất là đẹp nha, nhưng mà hàng made in China đó, thì nó có một số lỗi. Để một lát Vân ráp thì Vân sẽ chia sẻ với các bạn. Còn đây là cái bơm hơi. Cái bơm hơi này các bạn, Vân đi tìm cũng hơi, Vân thì hơi khó tánh nha, tìm hàng cũng hơi khó. Vân tìm được cái bơm này á, nó ưng ý. Nhiều cái rất là đẹp, nhưng mà cái này Vân rất là ưng ý. Vừa đẹp, sạch sẽ. Và cái bơm này nó không phải, nó dùng bít tông, nhưng mà nó bít tông bơm than. Bơm than, dạng bơm.
với cái gì đâu bây giờ là 23 của Sarot các bạn, 23 của Sarot mà ghi âm ở trong thì các bạn nên để cái 23 ở ngoài, các bạn sỏ lợn dây, các bạn đo dây cho nó dư chút xíu đó, đo cái giờ dở gì cũng như dở gì đây các bạn đi vào trước khi các bạn ráp vào thì nó sẽ dễ hơn. Còn đối với tôi thì tôi biết cách làm á, cũng đơn giản thôi, tôi làm dễ lắm, thực ra tôi ráp vô tôi làm cái sỏi gì nó rất nhanh. Các bạn lấy sợi dây thắng ha, thắng một chi kẽm là càng tốt, cứng ha, bạn xem cái lỗ cái đầu ra, cái đầu vô đầu ra đây hai đầu này rất nhiều, các bạn uống sợi kẽm sợi dây thắng như thế này nè, để vô sổ qua một cái, sau đó cái đầu này nè các bạn đưa cái đầu như người vô bằng kéo qua rất là nhanh. Thì đối với những các bạn mà ở nhà lại mới chơi xe đạp, các bạn ráp dạ, các bạn có thể sổ ngoài trước khi bạn các bạn ráp dạ nha. Quen rồi.